Đây chủ cẩu. Ai ông cẩu ơi, mấy triệu bắt tay cái bắt tay đâu liều thật nhỉ, hỏi liều thế, quyết này liều thật, quyết cười tươi nhỉ, quyết nào cũng cười tươi vậy anh ạ, quyết không biết cười tươi, quyết nó bảo mấy triệu là quyết giật mà đây, bây giờ tìm không thấy chủ đâu cả. À, hôm nay cũng rất nhiều bà con thôn 8 đã về dự rồi, đặc biệt là có những cao thủ rượu này, là cao thủ bóng bàn, đủ các loại cao thủ đang có mặt ở đây rồi. Nhìn cái ngọn này là người ta chán luôn. Kinh phí khung kinh danh khen, xã Nga Liên chủ trì chỉ đạo thôn 8 tổ chức lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới của họ năm 2022. Rất nhiều bà con. Các thanh niên chưa vợ. Cứ cầm rồi quất. Mà nếu mà không có này là lan máy. Đi ra bên ngoài kia chia sẻ tiếp đấy. Nó biết rồi. Cái đấy ít thôi. 5 triệu. Đấy, 5 triệu chú giao lưu anh bắt tay là 5 triệu cây của anh à. Đấy quyết cũng không dám gì thì... À quyết là năm vừa rồi cũng may là không đi đồng hành cùng với cây khế cây đào ở trên trên Hòa Bình. Cây khế cây đào nên là vẫn còn ở đây. Quyết điều đây là giám đốc quyết điều cây khế đang 1 tỷ mà chưa là ai. Mình có bảo mang cây này đâu, bọn nó xuống nó bê nhầm hôm qua, hôm nay mình đi Thanh Hóa. Rồi, cũng được. Quyết xem có giải quyết không? Tí là đấy trả tiền cẩu này xem ưng thì thi thoảng đến chung cẩu rồi. Có đây đổi tháng cẩu. Quyết từ cái này chỉ có cười thôi. Hôm nay không bọn một gì nó coi cháu. Để nó quăn đấy lại xong là mình không có chè đấy, cứ ngắt hơi ra xong là cái này thì giờ bao nhiêu tiền đúng không? Cái này chưa hoàn thiện nên chưa nói được, chắc cứ phải 50 đấy. Nó phải giá đón nha anh em nhá. Bắt đầu này các bạn, đây là cái tay này nó hơi cao, vừa cắt đi không tương đối, đang làm lại đúng không? Cái này già lắm. Này về làm ăn thêm vào cái đầu này, cuối đầu này sớm nhà sớm nào. Này về làm ăn thêm gì nữa? Đây vừa ấy vừa triển lãm cây luôn. Đây có cái chụp ảnh vẫn chụp. Chụp này chụp ở trên môn quay không? À rất là nhiều đấy. Hiện tại là rơi nóng rồi. Đây đây. À, đây là các bồ lão. Hay quá nhỉ. Các bồ lão của xóm 8. Chú ạ. Là có mặt. Đi rồi. Đi xem. Sao anh về sớm? Anh không về đúng không? Chưa. Đã được ngồi đâu mà đòi về. Sớm về sớm. Đâu có tỷ 7 đâu, ở đây đâu. Đây. Ở
đây này, con này 2 tỷ. Hải nó mua mô này 2 tỷ. Hải nó mua mô này rồi. Sâu rồi. Tỷ môn cái đây cái xeo để hóa thân mà tăng tặng. Đấy chủ chúng ta đứng ra. Đấy tỷ môn. Tức là mình nói anh cứ đấy thì anh bỏ dập vào cái chỗ đấy đi 20 cho chú để chú anh mang. Hôm nay thì Trung Môn Sai cũng không chia sẻ kỹ từng tác phẩm, nhưng mà đây là những tác phẩm mà anh em đưa đến. Anh cho anh với em giống nhau em ạ. Đây là những cái cây mà mỗi người một sở thích. Cây này nếu mà để mà bỏ tiền ra cây này tôi cũng từng ông nói nhưng phải giải thích cái này để nó mới ra được này. Cái cây này là cái cây ngoại hình, mà cây này nó là cái tác giả bo thì vậy, tức là nó là người ta làm thành côn rồi. Cây này chú không phải là làm không phải dễ mà chú có cây này. Cây này một trong cây này cây độc nhất ở đất Việt Nam này. Có nghĩa là tôi không biết đọc hay không nhưng mà để ông gì mất gì mất gì. Cái đó nếu như ví dụ tôi là cái người bỏ tiền ra mua. Tôi mua cái này. Tôi mua cái kia. Còn đây này. Ví dụ bây giờ hai cái này. Ăn gì mà hồi đấy. Cái này đang tỷ 7, cái này còn 900. Không, tôi không biết là bao nhiêu tỷ. Tôi biết cái hàng. Chịu không bố rồi. Hôm nay thì anh em tôi cũng có dịp hội ngộ tại thôn 8 nhé. Thì đây là cũng có rất nhiều những người yêu cây cảnh. Đấy, nhưng mà đừng nói là không bán, nhưng mà tiền thì quan trọng là mình có dám đẩy. Anh em đang ngắm cây bonsai tí mà. Có mấy ít tiền mà em cái các đồng tiền vật em cắt lần thứ hai bán được đắt rồi đâu chưa tôi hỏi giá 15 triệu đồng bán thì được cái cánh hình thức nó mời thằng lù hết với nhà thành đấy lù hết tôi bảo tôi cần lấy 15 triệu là nó đấu giá được 25 triệu Ngọc ơi, máy này em vẫn quay được nhá. Quay tốt. Không, cứ quay ông, cứ quay. Rồi vậy không cắt hết à? Mỗi người chỉ cắt là qua là chịu mùi những cái thứ mà còn cắt đây. Cái gì cho nó thở nhà chú cho nói chứ ba lần. Chưa có chú đây cho nói tại vườn của em là ba ngày đấy ạ. Hai năm nữa. Con này nhớ muốn rất nhiều tiền nhá. Alo, con đấy. Ít này cái đấy thì sẽ miếng gì miếng hai miếng. À thì đúng rồi. Lãnh đạo xây dựng quê hương Nga Liên giàu đẹp văn minh, sẵn sàng tâm thế hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới Nga Cao trong năm 2023. Chúc buổi lễ thành kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Thôn 8 xã Nga Liên có được kết quả xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn. Trong bầu không khí hân hoan phấn khởi hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng bộ xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nga Liên lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cái này hai cái cả những mà chơi nó cũng nó cũng bán lại phần nhiều. Giá là bán.
các vị khách quý, các đồng chí và toàn thể cán bộ nhân dân